Ok, khi thiết kế sổ dữ liệu ấy, mình có thể thiết kế luôn những cái trường mà mình dự định thêm vào cơ sở dữ liệu đúng không? Chẳng hạn ở đây chúng ta tạo form này, chỉ có họ tên, email, số điện thoại, giới tính, địa chỉ đúng không? Thì mình có thể tạo thêm một số trường như để sắp xếp là trường web, ẩn hiện nó là trường active, lưu thêm thời gian thêm để về sau mình có thể truy xuất nó kiểm tra xem nó thêm thời gian nào, cập nhật thời gian nào đúng không? Đúng không? Thì đây tạo rồi đúng không? Add time mình sẽ lưu ở giá trị in, cái là nó time ni ấy đúng không? Mặc định nó sẽ là không. Cái tiếp là update time tương tự rồi. Còn một trường sắp xếp nữa là wait đúng không? Thiếu bảng, nó thiếu một cột, thêm một cột đi. Rồi là wait, giá trị in luôn, mặc định nó là không. Rồi tạo thành bảng, đây thông tin của bảng đúng không? Khi dạo này chúng ta có thể kiểm tra luôn là những cái trường nào chúng ta dự định đưa vào tìm kiếm, chúng ta sẽ đánh index để tối ưu về sau mình tìm kiếm nó nhanh hơn đúng không? Hai giá trị này mình sau về sau sẽ tìm kiếm, giá trị tìm kiếm giá trị full name email, mình sẽ đánh dấu ba cái giá trị này là index, đánh chỉ mục cho nó. Rồi profile nhập. Ok, như vậy mình tạo xong cơ sở dữ liệu rồi đúng không? Ở mục này chúng ta sẽ viết câu lệnh insert. Chúng ta lấy luôn câu lệnh insert ở đây nha. Cái giá trị ID này có thể đặt là null, truyền null hoặc chúng ta xóa luôn nó đi, không cần cho đỡ rối. Được chưa? Full name giống như hôm trước ấy, đặt dấu hai chấm, đặt tên biến vào đây, định nghĩa nó là cùng với cái tên biến được insert trong cửa dữ liệu luôn. Các bạn vừa nghe có thể code luôn phần này đi. Em có phần này chưa? Các cái trường mà thiếu em có thể bổ sung luôn đi. Xong mình sẽ xử lý. Phần này anh đang đang viết lại thôi nên là kiểu in em. Mình sẽ lưu ở cái giá trị như này này. Unique time time. Đó. Mình sẽ lưu ở cái kiểu giá trị in như này. Đây. Mình sẽ lưu ở cái giá trị này. Đó, khi mình hiển thị mình sẽ hiển thị theo giá trị như này. Nhưng mình lưu của sử dụng mình sẽ lưu ở giá trị hàm unique time time này. Được chưa? Lưu này mình sẽ sau về sau mình sẽ dễ xử lý hơn. Nếu mà các em lưu như này về sau các em cắt chuỗi hay các em xử lý gì nó sẽ không chuẩn. New như này thì em sẽ lưu được luôn cả cái giá trị múi giờ của nó luôn. Rồi active rồi này, add time, update time này, còn trường wait nữa. Tiếp theo là câu lệnh prepare đúng không? DB.
Rồi chuyển biến vào như bình thường đúng không? Pin param biến full name đúng không? Full name đã nhập ở trên này rồi là biến post full name. Chuyển lần lượt vào thôi nhá. Rồi tiếp tục để biến active. Mặc định mình sẽ là hiển thị cái khi insert luôn, mình sẽ hiển thị luôn cái người dùng gì đó đúng không? Thì mình đang định nghĩa một là hiển thị, không là ẩn đúng không? Thì mình truyền luôn biến một vào đây. Truyền thẳng biến vào, giá trị của biến vào thì lỗi chúng ta dùng bin param bin value đúng không, giống như hôm trước được học đúng không, dùng luôn bin value. Tiếp đến add time, update time tương tự, update time mình chưa sửa thì mình gắn nó bằng không, add time bằng truyền bằng cái thời gian hiện tại. Thời gian hiện tại Nuke Việt định nghĩa bằng cái biến, bằng cái hàng này NV current time. Đây chúng ta sẽ dùng luôn cái hàng này. Hàng này được định nghĩa trong main file. Đó. Nó bằng biến thời gian của server hoặc cái thời gian bằng biến time. Còn muốn biết nó trả về thời gian hiện tại như nào thì in nó ra để nhìn nó như nào nhá. Nó sẽ là cái dạng như này. Ok chưa? Biến wait. Hiện tại mình cứ đặt mặc định nó bằng 1 đi. Cái này mình chưa xử lý đến đúng không? Tiếp execute cái câu lệnh này ra. Rồi, cái biến EQ này sẽ trả về một giá trị insert được hay không, đúng không? Đúng không? Chúng ta kiểm tra cái giá trị này. Nếu mà nó không insert được đúng không? Chúng ta sẽ in lỗi ở đây. In luôn bằng cái biến error này cho nó dễ nhá. Không insert được. Báo thành công, insert ok đúng không? Rồi tiếp theo hiển thị luôn biến post ở dưới. Hôm trước học về XFN rồi thì biết được cái biến post này gì rồi đúng không? Viết hoa nó đi. Tại giao diện này chuyển biến luôn để lấy được về cái giá trị cũ đúng không? Post.phone. Cái này sẽ xử lý sao? Cái này xử lý sao đây? Ok. Rồi. Nhập thử nhá. Tuyên này, email này. Số điện thoại này. Giới tính này. Chọn huyện kệ bỏ qua đi. Lỗi. Đọc cái lỗi này. Hàm main dòng 50 không thể truyền 2 param đúng không? Dòng 50 đây đúng không?
chúng ta đang truyền cái này là giá trị của biến chứ không phải truyền địa chỉ biến. Thì chúng ta phải dùng bin value ở đây, đúng không? Ok, insert lại này, invalid param number, nó báo cái câu lệnh này số lượng cái param ở đây và param đây sai, hoặc chúng ta truyền ở dưới đây đang thiếu, đúng không? Kiểm tra lại, 1, 2 lỗi đúng không? Em đọc đi, invalid param number, đúng không? Thì là mình cái số lượng param của mình đang truyền là sai, mình sẽ kiểm tra lại. 1, 2, 3 đọc thôi, đọc lỗi sơn lỗi trên mạng thôi. 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đủ rồi đúng không? Anh truyền truyền thiếu xã, anh truyền thiếu xã đúng không? Anh chưa có đi trích ở đây. Ok chưa? Post email chuyển vào phone đúng không? Đang sai. Cái này mình sau mình sẽ chỉ truyền sai dữ liệu thôi chứ nó không làm ảnh hưởng đến lỗi trắng trang như vừa rồi đúng không? Tại vì em thấy cái form ấy anh chưa có làm gì ở xa, chưa có đi thông tin xa. Rồi nhưng mà trên này anh đang anh bảo là anh chỉ validate nó ở đây thôi, đúng không? Validate tạm hai dữ liệu này thôi, anh chưa in, kiểm tra hết đúng không? Anh sẽ kiểm tra sau. Anh insert thử đúng không? Rồi insert được rồi đúng không? Kiểm tra xem. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta xử lý về cái này. Chúng ta đang để nó sẵn là HTML tĩnh đúng không? Chúng ta có thể dùng từ mạng, định nghĩa mạng ở đây, biến array render rồi một là nam đúng không? Hai nữ, ba là rồi đây là cái đoạn hiển thị của mình đúng không? Hôm trước đang như bạn này đọc về HTML rồi đúng không? Chúng ta cần tạo gì ở đây trước? Đúng rồi, tạo một khối đúng đây đúng không? Khối nó sẽ bắt đầu bằng begin và kết thúc bằng end đúng không? Đặt là render. Ở đây chúng ta sẽ chỉ cần truyền một biến thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ for cái dữ liệu này đúng không? Như bạn này hôm trước làm rồi đấy. Biến render. Key của nó ở đây. Dùng biến XMNS này, cover size để truyền cái biến này sang cái khối vừa nãy. Rồi sau này sẽ bằng một array đi. Key bằng cái biến key này. Render. À, biến title. Rồi để
cái đoạn này được chọn đúng không? Chúng ta dùng cái thuộc tính gì của radio? Checkered đúng không? Rồi. Đoạn này chúng ta sẽ xử lý sau đúng không? Đã bài bằng cái này đi. Thì anh sẽ hướng dẫn xử lý cái này. Chúng ta truyền được biến rồi đúng không? Hiển thị khối chúng ta hiển thị bằng cách nào? Pass này đúng không? Main rồi, khối này ở trong main đúng không? Render nằm trong main. Thì chúng ta chấm render. Đây. Rồi. Thử xem đã hiển thị được ba cái giá trị của mình chưa nhá. Nam. Nó đang sai ở chỗ nào đấy mà hiển thị nam đúng không? Nhìn quá trình anh làm thấy sai chỗ nào chưa? Em nghĩ chắc cực kỳ đúng không? Không, cái này chưa liên quan, mình chưa xử lý đến cái này. Đúng rồi, mình chưa gán giá trị cho nó. Đây. Dùng hoặc nhọn. Chấm title. Value của nó sẽ ở đây. Key chứ đúng không? Thuộc tính lựa chọn nó là ở đây đúng không? Đặt luôn bên ngoài. Chấm check. Rồi, kiểm tra xem nhá. Hiển thị rồi đúng không? Ok. Một cái phần này. Đây là biến check đúng không? Em muốn kiểm tra nó check hay không thì phải bắt cái biến từ post này đúng không? Sau khi insert xong, chúng đã trả về được cái biến cái render này đúng không? Bằng một giá trị nào đó. Chúng ta sẽ kiểm tra cái render này bằng biến key, so sánh với biến key, tại vì chúng ta truyền key ở đây đúng không? Post lên key. Kiểm tra nhá. Biến key bằng biến post render luôn. Nếu mà trùng giá trị đúng không thì gán nó bằng checked luôn. Không, nó bằng rỗng. Rồi nhập thử nhá. Đấy, nó báo không tìm được cái biến này. Khi ở cái giao diện bình thường đúng không? Nó chưa có cái biến này. Khi nó chưa submit đúng không? Biến này chưa được định nghĩa. Đây. Biến này chưa được định nghĩa. Đúng không? Thì chúng ta sẽ định nghĩa sẵn cho nó ở đây. L ở đây. Cóp nó xuống. Full name cho rỗng đi. Số điện thoại. Chẳng hạn ở đây chúng ta muốn nó mặc định là cái NA đúng không? NA là giá trị là key là 3. Truyền luôn nó bằng 3 đi. Cái này bằng 0. Rồi. Nó tự động check cho mình bằng 3, à bằng cái giá trị là NA đúng không? Rồi. Nó tương tự như vậy với cái select box. Mình cũng làm tương tự như vậy. Dùng vòng nạp for và để hiển thị nó ra như vậy. Chỉ khác nếu chúng ta lấy dữ liệu ở một cái bảng khác thì chúng ta đổ nó về một array, xong chúng ta for tương tự như vậy. Đó, phần này hiểu chưa? Nhưng bạn này đã làm được rồi đấy. Các em cũng làm tương tự thôi. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có cái bảng là... Từ từ để anh lấy cái bảng ấy nhá. Bảng tỉnh đúng không? Tỉnh huyện.
trọng lắm. Rồi, tiếp tục chúng ta lấy đổ dữ liệu ra cái tỉnh nhá. Rồi, các cái phần mà hiển thị dữ liệu chúng ta nên viết xuống dưới cái đoạn XML này. Đoạn phần mà viết mà lấy dữ liệu, xử lý dữ liệu ở trên, chúng ta viết ở đây ở trên, xử lý code chung. Đây đúng không? Tương tự vậy thôi, biến SQL bằng này. Sắp xếp nó đi. Order by cái... Đây sẽ order by cái gì? Weight đúng không? Giá trị weight là trường giá trị sắp xếp. Hà Nội thứ 1, Hải Phòng thứ 2. Mình sẽ order theo weight nhé. Rồi ai hôm trước làm phần Senex rồi, để hiển thị một cái tỉnh này rồi, từ cơ sở dữ liệu em em Senex để hiển thị dùng MySQL hay là Pedo rồi đúng không? Em dùng MySQL à? Thì hôm nay là dùng Pedo nhá. Ok, biến này nó sẽ đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu biến DB đúng không, là biến của cơ sở dữ liệu, khai báo cơ sở dữ liệu để biến DB đấy. Thôi lệnh là query, thực hiện một câu lệnh, điền nó vào đây. Câu lệnh này sẽ trả về một kiểu dữ liệu này, biến là JSON này. Rồi chúng ta có cái biến này rồi đúng không, chúng ta sẽ dùng công lệnh while. Để nạp qua từng dòng dữ liệu một ấy, chúng ta sẽ dùng công lệnh feed. Ở đây có rất nhiều kiểu để lấy dữ liệu, feed, feed on, feed column và feed object đúng không? Chúng ta sẽ dùng feed để nạp qua từng dòng, đúng chưa? Feed này, một định nghĩa biến ở đây sẽ để biến trả về provide. Rồi xem nó trả về gì nhá. Không hoạt động. Câu lệnh này sai chỗ nào rồi? Em nhìn thấy có chỗ nào sai không? Không có sai thì debug. Cái đấy đấy. Đúng không? Chúng ta không phát hiện được câu này sai khi viết ấy, chúng ta debug luôn. Sai cắt ở đây. PDO exception. Kém ấy nhỉ? Không hiện à? Lỗi do đoạn này anh viết thêm hai dấu. Rồi, một dòng dữ liệu chúng ta sẽ trả về được như này rồi đúng không? Ứng với một dòng ở đây. Đầy đủ. Đúng chưa? Chúng ta đang Senex sao là sẽ lấy toàn bộ dữ liệu. Ở đây chúng ta cần những cái gì? ID và tên đúng không? ID và title thôi đúng không? Rồi xem nó trả về đúng chưa nhá. Rồi đó, chúng ta sẽ tiếp tục trả về đây, gắn ở đây một mảng đúng không? Gắn ID nó để làm key cho cái mảng này. Z
Rồi, như vậy chúng ta có cái mảng huyện này rồi, à tỉnh này rồi. Tiếp tục xử lý tương tự cho cái phần này, đúng không? Cái này á, ý em là cái này nó báo, em hover vào nhá, nó báo này, cái biến này không được định nghĩa, đúng không? Đúng chưa? Mình đang viết sai cách định nghĩa mảng. Rồi bên này tương tự như vậy, chúng ta định nghĩa một khối ở trong cái các cái option của nó. Hiện tại là mình muốn lúc nào nó cũng có cái value giá trị là không, là có cái chữ chọn tỉnh đúng không, thì chúng ta giữ nó lại, mình sẽ không tạo khối trong này nữa. Tương tự thôi, truyền tên vào nó. Key đúng không? Đặt là key. Chấm tiêu đề. Đối với select box nó là cái giá trị thuộc tính gì? Select đúng không? Rồi. Chuyển ở đây tương tự vào các cái đoạn này. Rồi xem nó đổ ra chưa nhá. Ok chưa? Chúng ta đã lấy được dữ liệu toàn bộ nó ra. Rồi, bây giờ các em muốn làm đoạn này xử lý bằng ASCII đúng không? Không, anh đến nay có một check kích chọn tỉnh này đúng không? Tự động hiển thị các cái huyện của Hà Nội đúng, quận huyện của Hà Nội đúng không? Rồi xử lý tiếp nhá. Ở đây chúng ta cần bắt một sự kiện. Sự kiện gì? On chain. Chúng ta có thể viết thẳng vào đây, hoặc chúng ta viết ASCII ở dưới này. Đây đúng không? Skip ở đây. Tài bằng HTML này nó giống như là cái HTML. Nó là HTML đâu mà. Nó chỉ khác nhau là khi em định nghĩa được các cái khối và các biến này, em dùng cái này, dùng XML này em có thể hiển thị nó ra. Bình thường là em dùng HTML, dùng PHP là em phải dùng gõ biến PHP vào đây đúng không? Hỏi chấm PHP biến biến gì đúng không? Thì đây mình cho phép mình định nghĩa luôn nó ở trong cái file PHP và mình truyền nó sang. Đâu rồi nhỉ? Tiếp tục đúng không? Chúng ta bắt sự kiện on chain ở đây. Anh viết ở đây, anh viết mấy kiểu cho em các em xem nhá. On chain đây là profile chain đúng không? Chain. Rồi. Ở đây chúng ta gọi function. Chain này đúng không? Ok. Để bắt được cái giá trị khi này khi select chúng ta sử dụng như nào? Rồi. Chưa. Đúng không? Donazit này.
chấm. Muốn nếu mà không rõ ấy, chúng ta lên đây search luôn, chịu khó search Google vào. Nhớ cái key mà đấy, get selected on jQuery đúng không? Chọn cái thằng Stack Overflow mà đấy. Đây, đoạn này nó lấy cái gì? Nó phin cái giá trị nào select, nó lấy bằng text đúng không? Nó rất là nhiều kiểu đấy đúng không? Có thể dùng biến van để đấy đúng không? Đó. Chịu khó search trên này vào nhá. Đây, cách nhanh nhất dùng biến van. Chấm van. Rồi. Và ID à, không, đặt luôn nó bằng tên này chứ. Rồi. Để xem nó lấy được chưa nhá. Lướt nó ra. Chọn tên. Sai rồi. Nó báo lỗi này. To know a cây. Không đọc thì thuộc tính to know a cây. Không hiện ra cho mình à? Từ từ thì mình có thể xem lại cái biến này đã truyền đúng chưa nhá. Value còn 0 này, value 01 này. Đúng không? Đấy. Chúng ta kiểm tra lại xem nó vào được hàm này chưa nhá. Không vào được cái hàm này. À quên, biến này chưa được định nghĩa. Vào đây rồi này. Ok, chúng ta vào được cái trong hàm này rồi. Chúng ta đang sai ở cái giá trị bắt biến đúng không? Kiểm tra lại bên này. Dùng biến zip không được đúng không? Chúng ta truyền hàng ID vào cho nó đi. Đúng không? Truyền luôn ID vào cho nó dễ. Đỡ khỏi. Tắt ID ở đây. Đây, định nghĩa nó ở đây. Xem được chưa nhá. Rồi. Chúng ta lấy được ID của nó rồi đúng không? Xử lý đoạn Ajax như nào? Ajax thì chúng ta có các cái biến như nào? Biến post Ajax đúng không? Post get đúng không? Đây. Ajax. Query này. Đây, có Dona Ajax này, biến get này, get json này, get post này, đúng không? Chúng ta dùng luôn cái biến này đi, nha. Đây, demo có sẵn rồi, copy nó vào. Việc chúng ta cần làm là truyền cái URL này. Rồi. URL này này sẽ có một đoạn ở đây, chúng ta xem cho nó trực quan nhá. On change status. Đây. Yeah.
xoay cổng một cái cổng. Ngồi xoay người ra, ngồi xoay người nó lên nhá. Đây. Nó sẽ bằng các giá trị như sau này. Đây, anh biết ở đây cho nhìn nó rõ nhá. Nhìn chưa? Em tìm trong cái đấy thôi, hoặc là viết sẵn như này thôi. Yeah. Thực ra nó đã được định nghĩa ở đây rồi này. Bên ngoài này, anh lúc anh chỉ này đúng không? Ở cuối này này, định nghĩa được các cái này rồi, em chỉ việc nối chuỗi lại thôi này. Đúng không? Đây, script name sẽ là cái tên domain của mình, đúng không? Đến cái đường dẫn là về name variable này bằng tên module. Đúng chưa? Function là function gì? Chẳng hạn chúng ta đang ở vào function main đúng không? Chúng ta truyền main vào đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ truyền lần lượt các cái param muốn truyền vào. Đây, truyền ID, truyền new status đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta truyền vào đây. Truyền vào cái URL này này. Truyền luôn vào hàm function main. Giá trị là change provide này. Chúng ta định nghĩa nó bằng 1 đi. Và truyền cái ID của nó đây vào. Cái biến NoCache này các em có thể để mặc định nó cũng được, không cần phải quan tâm. Để vì nó hiển thị thêm một cái hàm tham rồi đấy, để chúng ta về sau chúng ta xử lý đối số thôi. Đúng không? Hàm function là nó sẽ trả về một biến rồi thì soon rồi đúng không? Chúng ta hãy cảnh báo nó ra ngoài xem nó hiển thị gì nhá. Rồi tiếp tục. Có sai một dấu cộng ở đâu đó. Bỏ đây đi. Hình như là chỗ này nó sẽ gây như sai của mình. Rồi đúng không? Ta vào tab cái network này. Kiểm tra xem nó đã post được cái ajax đấy lên chưa nhỉ. Đó. Nó post vào cái mục main rồi đúng không? Mục main mặc định nó sẽ chạy toàn bộ dữ liệu này và nó trả về cho mình cái content này, nên khi em hiển thị ra đây nó sẽ đầy đủ toàn bộ HTML của cái content đấy. Cái đó đi, chúng ta quan tâm vào cái URL này này. Thấy chưa, chúng ta đang hiển thị cái ID bị sai, gán chuỗi này ID provide 101 luôn, thiếu mất dấu bằng đúng không? Thì nó sẽ bị lỗi. Chém một dấu bằng ở đây này. Đó. Thế chúng ta có được cái change provide này. Đấy, ID provide rồi đúng không? Main. Và đây quên mất. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta bắt biến từ form thôi. Bắt qua URL hay bắt vào từ form nó cũng tương tự qua một cái này. Chúng ta bắt ở đây. Chúng ta bắt cái giá trị thế này trên ở đây, nếu có tiếp tục vào đây xử lý. Ở đây chúng ta get cái ID của tỉnh đấy về nhá. Đó, giá trị ID nhập ta in, giá trị mặc định là bằng 0 đi.
trước khi mà mình đã chuyển biến cho công nghệ CNX ấy, chúng ta nên kiểm tra nó có hay không. Nếu mà chúng ta truyền nó bằng giá trị rỗng ấy, nó sẽ gây lỗi đúng không? Nếu mà nó lớn hơn không, chúng ta xử lý tiếp này. Nếu cái này chúng ta sẽ trả về cái gì? Đây, cái đây. Lỗi. Rồi. Chúng ta lấy được cái ID của tỉnh rồi đúng không? Từ ID tỉnh chúng ta sẽ select tất cả các cái huyện thuộc tỉnh đấy. Lấy câu lệnh ở đây đi. Câu lệnh viết như nào? Ai viết được? Bảng nó là bảng này nhá. Bảng là district đúng không? Rồi. Ai viết được câu lệnh ở đây? Select rồi. Where ID đây đúng không? Vâng, bằng với cái ID mình vừa lấy. Rồi. Bằng chẳng hạn đây 101 luôn đi. Rồi, ok. 31 dữ liệu. Rồi, con luôn con lệnh vào. Rồi, tiếp tục viết một câu lệnh. Hiển lấy dữ liệu như câu lệnh ở bên dưới thôi. Đây. Đúng chưa? Cóp nó lên, xử lý cho nó nhanh. Rồi truyền biến ID tỉnh vào. Rồi xóa cái này đi. Đây là tỉnh đúng không? Ở đây chúng ta duyệt qua từng dữ liệu và hiển thị luôn. Chúng ta không qua cái gắn vào mảng nữa. Nên chúng ta không cần định nghĩa mảng ở đây. Xử lý luôn ở đây. Được chưa? Rồi tiếp tục. Bên này chưa định nghĩa khối đúng không? Định nghĩa tiếp một cái khối. Chúng ta không cần định nghĩa khối ở đây, quên mất. Đây. Chúng ta sẽ cần phải định nghĩa một cái ID cho cái CNX này. Kết quả rắc mà, quên mất. Rồi, tiếp tục nha. Ở đây chúng ta sẽ từng cái đoạn trong này là đoạn HTML đúng không? Chúng ta sẽ hiển thị nó ra HTML. Đây. Biến HTML bằng một chuỗi đi. Trong từng dòng này chúng ta nối chuỗi vào. Các bạn option này vào đây. Được chưa? Tiếp tục nhé. Thì nó sẽ tự động gán cái các option vào biến HTML là lần lượt có bao nhiêu cái huyện chúng ta sẽ gán lần lượt vào đây. Chúng ta truyền vào ID vào đây nhá. Rồi, sau khi đó chúng ta trả về cái biến HTML luôn. Chúng ta nên dùng câu lệnh die vì để nó không chạy được xuống dưới nữa và cho hiển thị cái HTML cho mình luôn, đúng không? Tại khu vực này chúng ta đã có biến return là biến trả về rồi. Nếu mà chúng ta thành công, nó sẽ trả về toàn bộ HTML vào đây. Chúng ta gán lại cho nó cái này thôi. Đây, cái check này. Chấm HTML đúng không? Bằng cái biến trả về này. Được chưa? Chúng ta đang có trả về một cái lỗi.
thì chúng ta kiểm tra nó trước. If này khác thì chúng ta sẽ gán nó vào đây. Rồi, chạy thử nha. Chọn tỉnh này, Hà Nội này. Sai. Chúng ta kiểm tra lại cái biến này. Đây. Request của chúng ta ở đâu nhỉ? Nó đang chưa trả về được cho mình đúng không? Chúng ta để bước lại nhá. Ô bằng main rồi này. Trên Bright đây rồi. Sao em? Đây mình đã gán nó vào rồi, gán cái district lại vào cái này rồi. Được chưa? Xem lại nhá. Post. Ghét đi cho chắc. À đúng rồi. Chúng ta đang truyền trên đường link thì nó sẽ mặc định giá trị là get đúng không? Chúng ta đang bắt biến sai. Chọn tỉnh này. Rồi, mặc định là quận Ba Đình. Chúng ta đang mất cái option đầu tiên là chọn tỉnh đúng không? À chọn huyện đúng không? Mất cái nó rồi đúng không? Ở đây này. Mặc định cho nó lên trên này luôn đi. Tập sẵn cái bộ Select 2 rồi đúng không? Vâng. Chúng ta dùng cái này, link này, dot chip để loát file C2.min.css này, C2.min.js luôn. Đường dẫn thì chúng ta định nghĩa ở đây. Em về tìm hiểu thêm về đường dẫn này nhá. Dùng nó ở đây. Rồi thử xem nào. Rồi đấy. Thấy chưa? Nó tự động dùng cho mình luôn, mình dùng luôn, không phải thêm nhá. Code thì cơ bản là em loát cái file đấy vào thôi, loát file thư viện vào và gọi nó ra sử dụng bằng từ này thôi. Tìm hiểu về Select 2 thì em tìm lên đây tìm hiểu. Nó loát như nào, định nghĩa như nào? Multi Select như nào? Nên đây tìm hiểu nhá. Trong này có một vài chỗ đã sử dụng rồi. Khi các em mà sử dụng cái nút keyword này thì em tìm sẽ biết nó sở ở đâu, đúng không? Lập trình thì phải tìm hiểu tất cả cái core của mình là có những cái gì. Cho luôn district ở đây đúng không? Dùng luôn hai bộ Select 2 luôn. Rồi. Ok, chúng ta có form rồi đấy. Được chưa? Ok nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái function hiển thị nó trong quản trị. Ở trong quản trị, chúng ta sẽ cơ bản sẽ hiển thị dạng bảng là chính đúng không? Dữ liệu chúng ta vừa thêm được ở đây rồi này. Bảng user này. Đấy, một dữ liệu rồi đúng không? Ra đi check cho luôn nó bằng 101 đi. Chúng ta nát chúng ta xử lý.
chọn luôn là huyện đầu tiên là của Hà Nội đúng không? Đây. Trong quản trị cơ bản chúng ta sẽ làm ở dạng bảng để dễ quản lý. Còn bên ngoài size chúng ta thích làm kiểu gì cũng được. Chúng ta thích hiển thị nó cột dài 2 cột, 3 cột đúng không? Ở đây chúng ta sẽ làm ở buổi sau. Ở đây chúng ta sẽ làm ở cái mục này. Rồi. Ở main nó đang là cái trang nhập dữ liệu rồi đúng không? Chúng ta thêm một function nữa. Rồi, bỏ hết này đi nha. Rồi, để thêm một function nha. Kệ nó đi. Nó nào báo thì. Rồi. Đầu tiên chúng ta thêm một cái cho PHP, con luôn từ config đi. Đặt tên là need đúng không? Rồi, đây. Chưa có gì cả. Tiếp đến là cái file tvn của nó. Simple thôi ạ. Need. Rồi. Ở đây là đang là giặc form đúng không? Xóa hết đi, chưa cần gì cả. Ở đây chúng ta đã loát need.tvn. Rồi, tạo file rồi. Để chúng ta có một cái menu ở đây chúng ta làm gì? Đọc, ai đã đọc cái hôm trước thì sẽ biết cái phần này. Để có một menu ở đây. Chúng ta khai báo thêm những cái gì? Để có thêm một function được chạy. Chưa đọc đúng không? Tất cả đều chưa đọc. Đoạn hôm trước anh còn cái file ở đây thôi. À đây rồi. Đây nha. File admin menu chứa các biến sub menu của module và cho phép function của menu. Cái biến allow function là các cái function được cho phép chạy của cái module đó trong quản trị, được chưa? Chúng ta mở cái biến này ra nhá. Rồi. Nó đang biến cái sub menu của nó là config, chúng ta thêm một cái sub menu nữa. Là need. Tiếp luôn Việt Nam nhá. Nó là language admin đúng không? Rồi. Need danh sách thành viên. Đây. Cái biến allow function này chúng ta có thể viết luôn trong cái admin function hoặc viết trong cái admin menu cũng được. Chỉ cần trong cái hai cái phần này chúng ta loát cái có cái biến này được là chúng ta sẽ được định nghĩa được cái function đấy. Đi hiện này. Rồi, tiếp tục này, bỏ này đi. Ok, chúng ta có cái menu ở danh sách thành viên đúng chưa? Phần này có ai hiểu gì không? Có sợ nhanh quá không? Có cần nói lại về cái function với admin không? Ok nha. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục viết trong này thôi. Cái bước đầu tiên cũng sẽ là làm tvn.